Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 15 tháng 1 năm 2024. Giá heo từ các công ty tăng nhanh hơn nguồn heo trong dân. Giá heo hơi miền Bắc. Công ty CP hôm nay điều chỉnh tăng với nguồn heo thịt bán ra. Một số công ty chăn nuôi khác cũng điều chỉnh tăng giá bán. Nguồn heo nuôi trong dân dù tăng nhưng chậm hơn khá nhiều so với các công ty. Giá heo tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình từ 51.000 đến 55.000 đồng trên kg. Dù mức giá 55.000 đồng một kg đã xuất hiện nhiều hơn, song giao dịch trong vùng vẫn phổ biến quanh mức 51.000 đến 52.000 đồng một kg. Các tỉnh trung du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, tuyên quang có diễn biến khá tương đồng với các tỉnh đồng bằng. Dù rằng, khung giá khu vực này vẫn thấp hơn 1.000 đồng một kg so với các tỉnh đồng bằng, mức phổ biến từ 50.000 đến 54.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh miền núi tây bắc, giá heo tăng chậm hơn mức 50.000 đến 54.000 đồng chuột kg vẫn đang phổ biến tại đây. Trong đó, tại Hòa Bình từ 49.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên từ 50.000 đến 55.000 đồng kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 49.000 đến 54.000 đồng chuột kg, Quảng Ninh 51.000 đến 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Giá heo tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tăng khá chậm Tại Bắc Trung Bộ, giá heo lên mức 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Trong đó Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Thanh Hóa, Nghệ An đã có những khu vực người nuôi bán được mức giá 53.000 đồng trên kg. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giá heo tăng thêm khoảng 1.000 đồng một kg lên 47.000 đến 52.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo từ 47.000 đến 52.000 đồng một kg. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng giá heo từ 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Bình Định 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Bình Thuận từ 47.000 đến 50.000 đồng một kg. Giá heo tại Tây Nguyên tăng khoảng 1.000 đồng một kg lên 48.000 đến 51.000 đồng một kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông giá heo hiện từ 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Lâm Đồng 49.000 đến 51.000 đồng chuột kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo miền Nam tăng thêm 1.000 đồng chuột kg, nhưng chỉ là các công ty điều chỉnh. Nguồn heo nuôi trong dân mức phổ biến trong vùng hiện từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, Giá heo tại Long An và Tiền Giang 48.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 49.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá thịt heo mảnh tại các chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh chưa có nhiều biến động. Mức 65.000 đến 67.000 đồng một kg đối với heo mảnh loại 1 và 55.000 đến 61.000 đồng trên kg là mức giao dịch phổ biến. Cuối phiên, giá thịt xỉ chỉ, chỉ quanh mức 47.000 đến 48.000 đồng một kg. Hiện giá thành sản xuất heo hơi dao động từ 45.000 đến 52.000 đồng một kg. Với mức giá trên, mỗi kg thịt heo hơi xuất chuồng, người chăn nuôi hầu như không có lãi. Ông Hà Ngọc Ân, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phân tích, để nuôi một con heo thịt đạt 100 kg, tôi phải sử dụng 9 bao thức ăn loại 2 với giá 330.000 đồng bao và một bao thức ăn loại 1 với giá trên 450.000 đồng bao. Riêng giá heo giống dao động từ 1,6 đến 1,7 triệu đồng con, tính ra chi phí nuôi một con heo đến lúc xuất bán gần 5 triệu đồng. Nếu giá bán dịp Tết nguyên đán vẫn giữ ở mức 4,9 đến 5,3 triệu đồng như hiện nay thì người nuôi khó có lãi. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn, cho hay hiện tượng giá heo hơi dưới giá thành sản xuất là do sức mua thực phẩm của người dân giảm nhẹ so với trước đây. Nguồn cung heo thịt trong nước tăng vào các tháng 9, Tháng 10 và tháng 11 năm 2023 do tình hình chăn nuôi heo của các doanh nghiệp và trang trại vẫn duy trì ở mức khá cao. Hơn nữa do tâm lý của người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, lượng thịt heo nhập khẩu tăng liên tục trong nửa cuối năm 2023, chưa có cơ chế đảm bảo công bằng chia sẻ lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt heo. Mặc dù giá heo hơi tại cổng trại giảm nhưng giá thịt tại các siêu thị, các cơ sở, điểm bán lẻ gần như không giảm. Cùng với đó, Chăn nuôi heo có kết quả tích cực mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá heo hơi thấp, chi phí đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học và phòng dịch cao, giá thức ăn chăn nuôi theo xu hướng giảm nhưng chưa đáng kể và vẫn còn ở mức cao. Một tháng trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán giá heo hơi thường có xu hướng tăng mạnh. Sự ảm đạm của thị trường đã kéo dài từ năm 2023 đến nay. Theo đó, giá heo hơi trung bình của cả năm ngoái ở mức 53.800 đồng/kg thấp hơn 3.200 đồng ruột kg so với trung bình cả năm 2022. Ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi, cho rằng áp lực từ phía cung đang tăng do thời gian qua nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bán heo để chạy dịch. Điều này khiến giá vẫn chưa thể tăng ngay cả khi Tết đang cận kề. Còn ở phía cầu, sức tiêu thụ vẫn ở mức thấp. Tình hình thu nhập của nhiều người vẫn chưa cải thiện do ảnh hưởng bởi kinh tế khó khăn. Tiêu thụ thịt heo tại các bếp ăn tập thể vẫn chưa phục hồi, ông Trọng nói. Bên cạnh đó, xu hướng đa dạng hóa các sản phẩm thịt khác như da cầm, thủy sản cũng đang ảnh hưởng đến sức cầu mặt hàng này. Ông Trọng ước tính nhu cầu thời điểm cận Tết năm nay chỉ tăng khoảng 5 đến 10%, thấp hơn so với mức khoảng 15% của các năm. Những vấn đề trong cung cầu ở thời điểm hiện tại khiến triển vọng giá heo hơi có thể đạt 60.000 đồng một kg vào dịp Tết Nguyên đán. Sau chuỗi ngày giảm kéo dài, giá heo hơi trong những ngày gần đây đã tăng trở lại giá heo hơi bình quân cả nước hiện đạt khoảng 52.000 đồng một kg, cao hơn thị trường Trung Quốc khoảng 2.500 đồng chuột kg. Tại miền Bắc, mức giá trần 55.000 đồng một kg đã xuất hiện trở lại sau hơn 2 tháng. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn giữ mức cao nhất cả nước. Theo các nguồn tin thị trường, thị trường heo hơi tại miền Nam chưa có biến động nhiều nhưng đã có dấu hiệu trôi hàng hơn, cho thấy áp lực nguồn cung đã giảm bớt. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và đưa giá heo hơi về trên mức giá thành chăn nuôi. Hiện thị trường vào mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm nên sức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể. Như vậy, sau thời giảm giá giảm liên tục thì nay đã bật tăng trở lại. Ngay đúng thời điểm dịp Tết nguyên đán là điều mà bà con chăn nuôi luôn mong đợi. Vì gần như tất cả người chăn nuôi đều tập trung vào thời điểm Tết do nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Như vậy, sau chuỗi ngày giảm kéo dài, giá heo hơi trong những ngày gần đây đã tăng trở lại giá heo hơi bình quân cả nước hiện đạt 54.000 đồng một kg. Tại miền Bắc, mức giá trần 55.000 đồng một kg và giải rác xuất hiện mức 55.000 đồng đã xuất hiện trở lại sau hơn 2 tháng. Hiện giá heo hơi ở các tỉnh phía Bắc vẫn giữ mức cao nhất nước, cao hơn các tỉnh miền trong gần 2.000 đồng một kg. Nhiều người chăn nuôi kỳ vọng, xu hướng tăng có thể tiếp tục kéo dài và đưa giá heo hơi về trên mức giá thành chăn nuôi. Hiện thị trường vào mùa cao điểm tiêu dùng cuối năm nên sức tiêu thụ đã cải thiện đáng kể. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ thịt heo mạnh nhất trong năm. Trong thời gian qua, sau thời gian bán chạy dịch khá lớn, nguồn cung heo có thể trở về trạng thái cân bằng với cầu hơn trước. Bên cạnh đó, thời gian gần đây các cơ quan chức năng, đặc biệt ở khu vực biên giới, cũng tăng cường giám sát chống vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu theo chỉ đạo của chính phủ. Đây cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá heo hơi trong nước phục hồi. Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Việt Nam, phát triển ngành chăn nuôi phát triển toàn diện, hiệu quả, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh, chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Chiến lược này nhằm mục đích phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn, gắn kết phát triển chăn nuôi với phát triển các chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và an toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi. Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết nguyên nhân chủ yếu khiến giá heo hơi giảm ngang hoặc dưới giá thành sản xuất là do sức mua thực phẩm của người dân giảm nhẹ. Bên cạnh đó, Sức tiêu thụ thực phẩm của các khu công nghiệp cũng giảm mạnh khi nhiều công ty giảm quy mô sản xuất. Ngoài ra, tâm lý người chăn nuôi bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch tả heo châu Phi. Thống kê đến hết tháng 11 năm 2023, cả nước xuất hiện hơn 530 ổ bệnh dịch tả heo châu Phi, tập trung ở các hộ chăn nuôi nhỏ. Số heo buộc phải tiêu hủy là 20.000 con, chiếm khoảng 0,04% tổng đàn heo, nhưng đã ảnh hưởng trực tiếp lên tâm lý người chăn nuôi và người tiêu dùng. Trong những ngày tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm trong dịp lễ Tết tăng cao. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn hiện rất khó đoán định về giá heo hơi. Dù vậy, các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi cũng đang mong chờ tín những hiệu lạc quan trong năm mới. Theo đánh giá, chăn nuôi theo hình thức liên kết giúp quản lý được chất lượng nguồn thức ăn, con giống, quá trình chăn nuôi đảm bảo quy trình kỹ thuật, vật nuôi ít bị dịch bệnh. Đặc biệt, hình thức này hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Một nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng tới giá heo trong nước, đó là hiện nay chúng ta chưa có cơ chế đảm bảo công bằng, chia sẻ lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt heo. Mặc dù giá heo hơi tại cổng trại giảm nhưng giá thịt tại các siêu thị, các cơ sở điểm bán lẻ gần như không giảm. Điều này có lợi cho thương lái, chủ lò mổ và người bán lẻ thịt nhưng không có lợi cho cơ sở chăn nuôi và người tiêu dùng thực phẩm. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại vẫn khá ổn định. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ thịt heo mạnh nhất trong năm. Trong thời gian qua, sau thời gian bán chạy dịch khá lớn, nguồn cung heo có thể trở về trạng thái cân bằng với cầu hơn trước. Sau khi bật tăng lên mức 60.000 đến 65.000 đồng 1 kg vào giữa tháng 7 năm 2023, giá heo hơi nhanh chóng quay đầu giảm và liên tục đi xuống cho đến nay. Cập nhật ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, giá heo hơi ba miền khoảng 48.000 đến 52.000 đồng chuột kg giảm 21 đến 27% so với đầu tháng 7 năm 2023. Nguồn cung thực phẩm sẽ đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong dịp Tết, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, giá sản phẩm chăn nuôi có thể sẽ tăng nhẹ. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết thêm, các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đang đẩy mạnh sản xuất. Nhìn chung, công việc khá thuận lợi do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát cuối năm thường là thời điểm ngành chăn nuôi gặt hái do nhu cầu tiêu thụ và giá bán các loại gia súc, gia cầm, nhất là thịt heo đều tăng. Tuy nhiên, năm nay thị trường diễn biến khác thường, giá thịt heo hơi xuất chuồng từ đầu tháng 10 đến nay không cải thiện, chỉ dao động từ 48.000 đến 52.000 đồng một kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, người chăn nuôi sẽ lỗ từ 300 đến 600.000 đồng con. Vì vậy, họ không mặn mà với việc tái đàn, ngay cả trong những tháng cuối năm. Đợt tăng giá này do các đoạt liên ngành tăng cường chặn heo nhập lậu và một số trang trại bị ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi trước đây khiến nguồn cung bị hụt cục bộ đại diện doanh nghiệp này lý giải. Dù giá heo hơi tăng nhưng với mức giá 50.000 đến 55.000 đồng một kg, chỉ một số ít doanh nghiệp Huề vốn, đa số vẫn lỗ. Suốt cả năm qua các trang trại chăn nuôi đã phải chịu đựng và hy vọng còn trụ được khi giá lên trong tương lai ông Công nói. Dự báo nhu cầu tiêu thụ vào dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 chủ yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán tăng từ 10 đến 15% so với các tháng khác trong năm. Vì vậy, với việc duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ thì cơ bản thị trường nguồn cung sẽ ổn định, không bị thiếu hụt thực phẩm. Thao gỡ vướng mắc tiếp cận vaccine dịch tả heo châu Phi Một liều vaccine dịch tả heo châu Phi hiện có giá trên 60.000 đồng, cùng với các vaccine khác như lở mồm long móng hay tai xanh chi phí vaccine cho một con heo đang lên tới vài trăm nghìn đồng. Đây là gánh nặng không nhỏ với người chăn nuôi trong bối cảnh thua lỗ từ đầu năm đến nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang lên kế hoạch bổ sung dịch tả heo châu Phi vào danh sách những bệnh phải phòng ngừa bắt buộc bằng vaccine. Đây sẽ là căn cứ để các địa phương sắp xếp nguồn kinh phí sử dụng vaccine cho đàn heo thịt. Nhận định về giá heo hơi trong thời gian tới, nhiều đơn vị chăn nuôi dự đoán sức mua thấp cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh sẽ còn kéo giá heo trong nước đứng ở mức thấp đến hết năm 2023, có thể đến thời điểm gần Tết Nguyên đán mới nhích tăng trở lại. Ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, mấy ngày gần đây đã giảm có dấu hiệu chứng lại sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ra chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương tích cực phòng chống dịch bệnh và buôn lậu gia súc gia cầm qua biên giới. Giá heo hơi hiện ở mức 47.000 đồng một kg. Với mức giá này, Bán một con heo hơi người chăn nuôi lỗ từ 500.000 đến 700.000 đồng. Giá heo hơi hiện nay đang biến động trái chiều ở một vài địa phương do thị trường chưa ghi nhận sự ổn định. Giá thịt heo thế giới trong tháng 11 năm 2023 vẫn giảm xuống. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt là từ một số nước Đông Á trong khi đó nguồn cung dồi dào. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết giá thành sản xuất doanh nghiệp quy mô lớn dao động 50.000 đến 55.000 đồng vượt kg. Điều này có nghĩa thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đang kinh doanh dưới giá vốn. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết vào thời điểm cuối năm, nhu cầu của xã hội tăng lên giá thịt heo có thể tăng nhưng mức tăng sẽ không đáng kể. Nguyên nhân là do nhu cầu của người tiêu dùng năm nay sẽ ít đi vì kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không cao. Cục chăn nuôi nhận định ở mức giá này, đa phần người chăn nuôi chịu thua lỗ, cộng thêm dịch tả heo châu Phi và rủi ro giá cả nên sau khi bán heo, nhiều người chăn nuôi đã treo chuồng, e ngại không dám tái đàn. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 15 tháng 1 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo